Đây quý khách nhá, em mà quay trực tiếp cái khăn lau chữa ô tô chuyên dụng của bên em. Đó. Đây thì là kích thước thì rất là rộng quý khách nhá. Đó, kích thước phải đến một gang tay này, hai gang tay này, ba gang tay này, hơn ba gang tay tức là khoảng 60-70 cm. 70 cm là rộng một gang tay này, hai gang tay rưỡi tổng 30. Đây là kích thước là 30-70 cm quý khách nhá. Đó. Đây đây này. Chất liệu vải rất là mềm, nó rất là mịn, mình để mình lau xe các cái dụng cụ, các cái khu vực trên xe không bị xước sát gì hết, nó rất là mềm các này, nó rất là chuyên dụng nhá, nó hàng thì cực kỳ đẹp luôn, nó cái này rất tiện dụng để khi mình lau chùi trên xe những cái chỗ nó bị bẩn, đó, đó quý khách nhá. Địa chỉ bên em là 14 Hồng Nhân, Hai Bà Trưng, khách mua hàng là cứ liên hệ với bên em nhé, đó. Bên em rất là nhiều loại khăn này quý khách luôn nhé.